cầu kia cả đến Quang Hanh cầm phản ngay. Còn thời gian sẽ đi tham quan du lịch cái khu du tích, khu du lịch hang động Vũng Đục ở địa chỉ ở phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Phải leo tiếp trên núi kia. Nào mình đi lên trên này cào ngắm cảnh tí xong rồi vào hang nhá. Thế là hôm mùng 2 mợ Linh mới mợ Vi là vào đây vào nhà ấy đấy. À thế à? Ôi kỳ leo cao nhờ. Lên đi, lên chụp kiểu ảnh đi. Khu du lịch Vũng Đục. Ôi còn sang tít bên kia cơ mà. Bên kia còn có người leo kìa. À chắc là mình chui vào hang. Ôi đẹp mà, chân nó cao ấy. Đấy. Nhìn ra vịnh Bãi Tử Long. Lơi. Ba anh em đang leo cầu cầu ấy à, cầu trên mây à? Bé em lên, bé em lên. Bác Trang chụp cho ba anh em một kiểu nào. Đẹp quá. Đẹp quá lơ nhỉ. Hang này, sau đó chúng ta sẽ đi xuyên qua cái ngã ba kia. Vâng. Đi thẳng lên đến cái chữ kia. Thì khi mà chúng ta lên đến cái chữ đấy rồi thì sẽ có một người, người ta sẽ đứng ở đấy và người ta chỉ dẫn cho mọi người đi vào hang. Và đi ra đến mặt đằng sau thì sẽ có hai người ở đấy, người ta sẽ chỉ cho mọi người xuống hang. Nên là không thể là lạc được. Vâng. Đó. Có nhiều hang không chị? Đi xuống thẳng năm hang đến cái đầu. Ui năm hang rồi. Luôn. Đó là năm hang động nằm trong lòng núi này. Cái này là đền, này là thờ ai hả chị? Ở đây đó là đền thờ Cửa Mẫu. Cửa Mẫu. Tam Tòa Cửa Mẫu. Đấy. Tam Tòa Thánh Mẫu. Còn ở dưới chân này nó là nghiệp liệt kê cùng với cái quả núi này, đó là thờ các anh hùng liệt sĩ vào kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1948 và 1949. Đó là cái lịch sử leo lên để cho học sinh sinh viên cũng như là du khách khi mà người ta thắp hương cái đền nơi đây này, vâng, và nó sẽ tâm linh ấy, là thờ các anh hùng liệt sĩ đã bị thực dân Pháp dìm xuống dưới biển này. Và những vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 1993 thì thành phố Cẩm Phả cũng như là xây một cái bia đài tưởng niệm nằm dưới chân núi này, nằm dưới chân núi các anh hùng đã bị hy sinh tại Vũng Đục này, và xây bia đài tưởng niệm lên để tưởng nhớ đến sự sâu sắc, sự hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ vào những năm 1949 đó. Động Thiên Đăng là động đầu tiên chúng ta đi vào. Chúng ta sẽ đi vào trong lòng hang, đi vào trong hang, đây là hang này. Nhìn đó, như rắn. Kì. Thôi được đi. Qua cái tâm linh đó là ngã ba huyền thoại, ở đây nó có một cái điểm ngồi chờ. Chúng ta có thể mệt và nghỉ ngơi cạnh đấy. Ở đây có ba điểm thì nó có ba cái ngôi đền này. Ba cái ngôi đền này chúng ta có thể đón lễ. Khi chúng ta đi qua động Thiên Đăng thì chúng ta sẽ đi thẳng 20 mét nữa để lên đến hang động thứ hai. Thì chúng ta sẽ lên đến động thứ hai là 60 mét so với mực nước biển. Và sẽ có một cô sẽ chỉ dẫn cho mọi người đi vào trong hang.
thì chúng ta sẽ đi xuyên sang, đó là hang Kim Quy và Đậu Mũi Ngang. Sang đến đây thì nó là mặt sau của mặt dãy núi này rồi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy một chút đó là than của Quảng Ninh, cũng như là có than và đường bao biển chúng ta đang và chúng ta xuống cái động này nó có một cái cù đá hình núi chữ đá, nó rất là đẹp. Chúng ta đi vòng thêm 120m chúng ta sẽ đi xuống, đó là động Cung Đình. Để cô đang nói này, trước nó là hang rơi, nhưng bây giờ nó lại là một cái nơi tổ chức sự kiện cho các đoàn lớn. Hôm qua thì em có một đoàn khách đã tổ chức bắn chuối đấy, đâu kiểu là đại mạc ấy. Và hôm nay chúng em lại có khách thứ kem đấy, ăn nó không dễ lắm. Một lộ trình chúng ta đi một đường và chúng ta sẽ xuống một đường khác nhau, rơi vào gần 2 cây số và chúng ta sẽ đi vào hơn 1 giờ đồng hồ. Thế thì phải nhanh lên. Trong các hang động có rất là nhiều các hình thù, như là động Thiên Đăng nó là đèn trời đây, động Long Vân nó là hình tượng con vật mà chúng ta có thể hình dung ra, nó làm từ nhũ đá lâu năm nó chảy xuống với hình thành con voi con cá sấu, thỏa sức cho mình tưởng tượng. Đó là đồ vật của rùa. Hang này nó là một cú đá rất là đẹp, và xuống đến đây thì chúng ta lấy một cái không gian nó rất là rộng, như là rất là dễ đi. Cái chỗ này mình là không. Ngày xưa chỗ này nó không có, ngày xưa chỗ này là như thế này. Ngày xưa lên mới đầu là cái điểm này là nó chưa mở rộng này, mới đầu là điểm này chưa mở rộng thì ngày trước là nó đâu mình đang ở từ đây đến đây có cả cáp treo à? Ngày xưa em nhớ là có người đi, người ta cũng có nói là ngày xưa người ta đi từ cáp treo từ đây lên đến trên kia luôn. Vâng. Chứ cái điểm này là người ta chưa mở rộng. Rồi. Nó có cái điểm này nó là đường đền. Đây đường đền mà mình đi lối này. Ở bên này nó là đường đền này. Ok, thế nhà mình cảm ơn cô. Mình đi vào hang và đi du tham quan thôi nhỉ. Đến động Long Vân. Mọi người nhớ là đi tay phải thì đến động Long Vân, bên tay phải là bên đền nhá. Ok. Vâng, cảm ơn hướng dẫn viên ạ. Cửa hang vào cái nó thấy đẹp ngay. Nhũ đá này. Chụp ảnh đi nhanh nó còn ấy, còn để ý giờ nhá. Không hình nhớ tàu. Ê, chú đá đẹp nhờ. Sờ vào mắt lạnh luôn. Đi theo hướng mũi tên nhá. Để ý mũi tên bên phải này. Đấy. À, lại đi ra bên ngoài rồi. Hình ảnh con rồng luôn nhá. Đây đây. Đấy. Đầu rồng này. Mà Vi đang đứng ở dưới đầu rồng ấy. Cô hướng dẫn viên bảo là có thể tưởng tượng ra. Ờ có cái con gì. Đây này, hẳn con rồng luôn này. Đợi nhá. Còn tha nữa không phải. Hình ảnh đầu rồng luôn, động Long Vân này. Đây là người ta đụng đẽo hay là người ta. Đây là có sự đụng đẽo một chút rồi. Đầu rồng này, uốn lượn này, đấy, thân rồng này, chân rồng đây, đấy, đây là đuôi con rồng, dốc cao đấy, ngoằn ngoèo gấp khúc đấy. Bố đang nhìn bậc thang mà, ôi, mở ra một khung cảnh này. Tiếp tục thôi, ôi tí cụm đầu. Tí nó cụm đầu. Lên xuống lên rồi, à đã tới. Đã tới cái biển mà đứng ở dưới đường nhìn lên rồi. Cái lối sang bên này thì là đi đường nào ấy? À chị. Anh ơi, cái đường đấy là đường cột thôi.
À thế ạ? Vâng. Vâng. Đi theo hướng mũi tên ạ. Vâng. Bên kia. Bên kia màu đỏ. Huyền bí. Khẩn trương, khẩn trương nhanh không. Mình mới qua được một động luôn. Tất cả có 5 động. Chư Tử Châu đâu? Ờ đúng nhỉ, giống nhỉ. Công nhận nhìn hình Sư Tử Châu và voi phục này, hình tượng này đấy, ngà voi, vòi voi này, giống phết. Úi rồi, đi ngã bước hụt. Ở đây là rất dễ cụm đầu nhá. Xem trong này có hình thù gì nào. À, không có gì. Đẹp đấy. Ui. Khe này nhìn. Bao nhiêu triệu năm nó kiến tạo như thế. Bộ đàn đá này. Đấy. Cúi đầu, cúi đầu hết cỡ rồi đấy. Không cụm đầu đẹp chưa? Khe này, khe nứt này. Lại còn vũ điệu làng lá kia nữa. Phấn khởi thế nhở. Lại có phù điêu ở đây này, lại còn có cái vũ điệu làng lá. Ờ, nhìn nhìn giống mặt trăng cây đa. Ôi tuyệt vời chưa. Ơ cái đường này thì sao? Hang Bạch Tuyết này. Ui nó là hang động. À đây cái lối này ở cái khe kia, xuống cái khe đây. Đi theo mũi tên đây. chưa chui được. Đây là chúng ta lại đi lên trên tầng trên. Hình ảnh voi đang uống nước này. Ui giời, cái chỗ này là mình phải chui đây. Chui. Đấy, cẩn thận nó cũng đầu ấy. Ai. Ui, còn cái này còn thấp hơn nữa kìa. Chân đang đau. Đi như này là hơi căng rồi. Còn nhiều lối lắm nhưng hình quả chuông này. Đấy. Đẹp thật. Ôi trời ơi, đài sen trên đất Phật. Ờ, đúng rồi. Đài sen ngược. Trong này lại có một cái giếng hứng nước của thạch nhũ chảy. Úi giời, chỗ này được thẳng lưng một chút. Hình thù gì đây? Rất khó tưởng tượng. Quần thể hang động đúng không? Đây mình mới đi được hang thứ hai. Còn 3 hang nữa cơ. Leo cũng mệt đấy, tương đối mệt đấy. Sang chỗ này, không gian rộng. Hang Đại Bàng. Có cả mắt nhá. Ừ, giống rồi.
Đấy, giống cá heo thật đấy. Lại Phương ơi. Đấy, mắt bây này, miệng này. Bây giờ mình nhìn cái chữ đầu rắn, mình thì mình đọc đầu rát, đầu rùng gì, bà kia thì đầu da. Đây đầu rắn đây, đây đầu rắn này, đây là đầu cá heo này. Đầu rắn đây. Tôi nhận giống đấy. Đây là đầu con rắn đây. Đầu con rắn đấy. Chết đi. Các bạn ơi nhìn rắn rồi. Nhìn nhiều hình thù rất là đẹp nhá. Có người tưởng tượng ra hình này, có người lại tưởng tượng ra hình khác. À, đi ra khỏi hang rồi. Sau khi ra khỏi hang thứ hai là mình lại quay ra mặt hướng mặt sau của biển, quay về phía thành phố Cẩm Phả. Đường bao biển anh ạ, anh có đường bao biển đi. Đường bao biển này là cái nối xuống cửa ông đây đúng không? Vâng, nó bắc ấy, nhưng mà thấy bảo là chỉ bắc đến đoạn Cao Sơn này thôi anh ạ. Chưa chưa còn nó lại than này. Nó lại từ từ đây có than. Còn tít trên kia là ấy, là than cọc 6 hoặc là Dương Huy Dương Nhiếc gì đó rồi. Bây giờ mua nước ở đâu bây giờ? Nước đâu hồi nãy em về. Ôi trời. Cao chưa? Hình thù đẹp lắm. Ở đây chắc khách du lịch mùa hè nhiều nhờ em nhỉ. Cây tre trăm đốt đây. Từng đốt một đẹp thật. Mùa hè ở trên này mát, ngồi trên hang này mát lắm. Mình đi tiếp nhá. Chuyển sang động tiếp theo là động ngỡ ngàng này. Chắc là ngỡ ngàng xong là sửng sốt. Ngỡ ngàng ngã ngửa. Ui, cao chưa? Đường xuống này. Rộng nhờ. Trông uốn lượn như kiểu con rồng thật đấy. Thấy chưa này? Trông giống hình khủng long chưa này? Khủng long hay đầu trâu nhỉ? Đây cái sừng này. Anh ấy nhìn ra cái hình như kiểu đầu trâu hoặc là con hươu con tàu tuần lộc ấy. Đây cái ngoài mỏm ngoài này là cổ cái gạc của nó, cái sừng của nó này, cái mắt này và cái này là miệng này, giống nhở? Nếu mà nhìn không ấy thì là sẽ là giống con trâu. Đẹp thật. Đấy, thạch nhũ. Rồi tiếp tục đi tiếp. Đấy, con rơi ngủ đây. À, rơi ngủ đây này, đẹp lắm. Đây cũng có này, đây cũng đang ngủ này. À, phủ ngự hoàng, đầu rùa đây. Ôi đội kia đi nhanh thế. Đi tận đâu rồi mà nghe vọng tiếng vọng xa thế? Đi chậm thôi không bác lạc ấy nhá. Ui, rộng lắm. Đấy, hình thù gì đấy? Trông giống con khủng long hoặc là một cái hình gì đó. Mỗi người tưởng tượng ra một hình. Đẹp lắm. Mặc dù vào trong này rất mát nhưng mà đi nhiều toát hết mồ hôi rồi. Hình gì đây? Nước suối trong lắm. Nước rất là trong nhá, nhìn thấy đáy luôn này. Đây làm hệ thống đài phun nước. Ui, thạch nhũ này, ánh vàng, ánh bạc này. Đấy, nước chảy đây. Tiếp theo lại là mở ra một không gian mới. Đây là thạch nhũ rất là nhẵn nhá. Ui, nước chảy vào người. Mình đi qua nước nhỏ. À, đây là đi được một vòng này. Chỗ này mình vừa qua đây.
Đây là hang thứ 3 và hang thứ 4 thông nhau. Và mình lại ra cửa hang rồi. Chỗ này mùa này chắc là cạn nước. Mùa đông, mùa hè khách du lịch nhiều, nước nhiều chắc là họ mới bật phun nước. Ui, quá đẹp. Quá đẹp luôn. Ui, kiến tạo của địa chất địa tầng này. Tròn nhẵn luôn nhá. Đây không hề có sự tác động của con người mà là tự nhiên luôn, rất là nhẵn luôn. Đây là hết đấy, ra khỏi cửa hang. Con đường thơ mộng. Hết con đường thơ mộng rồi đến con đường tình yêu. Xong rồi, qua rồi. Ngỡ ngàng, ngơ ngác và ngã ngửa rồi. Đi đồng tình yêu, hai vợ chồng đi cái cùng với nhau cho tình cảm. Ôi giời ơi. Đấy, vì hết, cho hai bác một hết tình cảm rồi. Tình yêu nào. Đấy. Đây là tiếp tục là động cuối cùng là động gì nhỉ? Động cung đình à? Qua quả cầu bắc ngang qua. Mới vào cửa hang thì trông có vẻ tối tăm nhưng mà đi vào trong là người ta đã lắp hệ thống điện chiếu sáng, trông cũng đẹp lắm. Trông rộng lắm ấy. Ui, mở ra một không gian này. Quá rộng này. Ui. À, trong này là họ phát triển để mở rộng làm trung tâm tiệc cưới. Rất là tự nhiên, thơ mộng luôn. Hang động cuối cùng, hang động này là ở gần mặt đất nhất. Nhìn đẹp lắm. Nền này là nền bê tông đã được chỉnh sửa rồi. Còn lại là hang là vẫn là tự nhiên nguyên sơ. Chưa có bàn tay của con người động vào. Thạch nhũ, thạch nhất. Rộng chưa? Đấy, rơi hang rơi cắn nhau đấy. trong cái lúc dự tiệc cưới mà rơi đuổi nhau xong lao vào mâm cơm nhỉ, mâm tiệc nhỉ. Vui thế. Ấy, ui. Đẹp lắm. Lơ lên biểu diễn cho bác nào. Lên sân khấu biểu diễn đi. Cẩn thận ngã. Úi giời ơi. Có chứ, cái lúc có tiệc cưới là chắc chắn là sẽ sáng rồi. Cái hình này giống cái ngón tay chưa này. Ngón nhẫn, à, ngón ạ cái và ngón trỏ này. Còn ba ngón còn lại là nắm. Hoàn toàn là do thiên nhiên ban tặng hết. Đấy, trên này nhìn trông giống những cái đèn chùm chưa? Trông giống đèn chùm lắm. Làm tiệc cưới ở đây là tuyệt vời rồi. Thật
Thế là đã kết thúc chuyến hành trình tham quan năm hang động của quần thể di tích đền Vũng Đục. Rất tiếc là mình chưa có thời gian để đi lên trên đền. Nên là hẹn sẽ có một ngày mình sẽ quay lại tham quan kỹ càng hơn, chi tiết hơn và lên được đến đền. Các bạn hãy xem và ủng hộ video cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Đây là hình ảnh từ dưới biển nhìn lên Vũng Đục.